vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Hướng trọn đại lộc bạc tỷ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sau rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể là 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, năm 2024, thần tài gọi tên, nổ lộc trúng thưởng cực lớn, tiền quyển giao tới ầm ầm, đổi đời giàu có vô cùng, khiến tỷ phú cũng phải đỏ mắt ngước nhìn. Vâng, thưa quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch năm 2024, hứa hẹn sẽ là một tháng đầy thử thách, nhưng cũng không kém phần thành công cho những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trường sinh nhập mệnh cho thấy rằng, quý vị tuổi Ngọ sẽ thể hiện rõ ràng những ưu điểm của mình khi bình tĩnh và xử lý mọi việc một cách ôn hòa. Điều này không chỉ giúp quý vị vượt qua khó khăn mà còn khẳng định được vị thế của mình trong mọi tình huống. Bản mệnh lúc này rất nghiêm túc và kiên trì, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Khó khăn không khiến bạn gục ngã, bởi hơn ai hết, bạn hiểu rằng làm việc có tâm sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Sự kiên nhẫn và điềm tĩnh trong các quyết định đã giúp bạn thực hiện tốt phần việc của mình, luôn biết mình cần làm gì vào thời điểm nào. Ảnh hưởng của dịch mã khiến bạn khá tốn công tốn sức khi thường xuyên phải di chuyển vì công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này sẽ mang lại cho bạn nhiều bài học quý giá, là nền tảng vững chắc để bạn tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ của mình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, ảnh hưởng đến cách bạn hành xử với mọi người. Điều này có thể gây ra căng thẳng với một nửa của bạn trong tháng này. Hãy thận trọng và tìm cách giải quyết mọi mâu thuẫn một cách khéo léo. Tình hình tài chính của bạn trong thời gian này khá ổn định. Những nỗ lực và sự thể hiện tốt trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tự tin và tiếp tục phát huy hết khả năng của mình. Và quý bản mệnh đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong video hôm nay, bởi chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những dự báo chi tiết và những lời khuyên quý giá, để bạn có thể tận dụng tối đa những cơ hội và vượt qua thử thách trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video ngay sau đây. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, tháng nhâm thân, năm Giáp Thìn 2024. Tháng 7 bắt đầu từ ngày mùng 4/8 dương lịch, kết thúc ngày mùng 2/9, theo lịch dương. Tháng này có thiên can là nhâm thủy, chi tháng là thân kim, tạo thành thiên sinh địa sinh, âm khí thắng thiên, nên mọi sự đều biến hóa khó lường, phải tùy cơ ứng biến chứ không được dập khuôn. Bước vào đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, các thầy tử vi cũng chỉ rõ cho các con giáp phải dựa vào hoàn cảnh của mình mà mưu cầu đại sự, trớ vì tin đồn mà hồ đồ kẻo họa hại tai ương. Khẩu quyết: tài chính cải thiện nhờ sự quyết đoán và tầm nhìn tốt trong cuộc sống. Quý nhân trong đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch là người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Tiểu nhân nên hạn chế tiếp xúc là người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Màu sắc phong thủy may mắn: trắng, cam. Tổng quan tử vi đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, thưa quý vị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch năm 2024 là thời gian đầy hứa hẹn và thử thách. Trường sinh nhập mệnh mang đến cho bạn khả năng thể hiện ưu điểm của mình một cách bình tĩnh và ôn hòa trong mọi tình huống. Bạn luôn giữ được sự điềm tĩnh và sáng suốt, giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng. Sự nghiệp và công việc, đúng 14 ngày cuối tháng này bản mệnh rất nghiêm túc và kiên trì trong công việc. Bạn không ngại đối mặt với những thử thách và luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong công việc. Bạn luôn biết mình cần làm gì vào thời điểm nào,
giúp bạn đạt được những kết quả tốt nhất. Ảnh hưởng của dịch mã khiến bạn phải di chuyển và đi lại nhiều vì công việc. Dù điều này khá tốn công tốn sức, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được nhiều bài học quý giá. Những kinh nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn chắp cánh cho những ước mơ lớn trong tương lai. Tài lộc, tình hình tài chính cá nhân của bạn trong thời gian này khá ổn định. Những nỗ lực và sự chăm chỉ trong công việc sẽ mang lại cho bạn những thành quả xứng đáng. Hãy tiếp tục phát huy hết khả năng của mình. Bạn sẽ thấy tài lộc ngày càng thăng tiến, mối quan hệ và gia đình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể gây ra một số khó khăn trong các vấn đề liên quan tới cảm xúc. Điều này ảnh hưởng đến cách bạn hành xử với mọi người xung quanh, là nguyên nhân gây căng thẳng với một nửa của mình trong tháng này. Thầy tử vi khuyên bạn, hãy thận trọng và khéo léo trong cách giải quyết mọi mâu thuẫn để giữ gìn hòa khí gia đình. Lời khuyên quý giá, giữ sự bình tĩnh và ôn hòa trong mọi tình huống. Hãy giữ sự điềm tĩnh và ôn hòa, điều này sẽ giúp bạn xử lý công việc một cách hiệu quả và đạt được thành công. Tận dụng cơ hội học hỏi, những chuyến đi công tác sẽ mang lại cho bạn nhiều bài học quý giá. Hãy tận dụng mọi cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Chăm chỉ và kiên trì. Sự chăm chỉ và kiên trì trong công việc sẽ mang lại cho bạn những thành quả xứng đáng. Hãy tiếp tục nỗ lực và không ngừng cố gắng, khéo léo trong mối quan hệ. Ngũ hành xung khắc có thể gây ra căng thẳng trong mối quan hệ. Hãy khéo léo và thận trọng trong cách giải quyết mọi mâu thuẫn để giữ gìn hòa khí gia đình. Quản lý tài chính tốt. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định. Hãy quản lý tài chính một cách khôn ngoan và sử dụng tiền bạc một cách hợp lý để đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài. Tử vi sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thưa quý vị, tuổi Ngọ sinh năm 1966, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch này, sự nghiệp của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực nhờ sự nâng đỡ của trường sinh chiếu mệnh, giúp bạn hiểu thấu đáo mọi vấn đề đang diễn ra xung quanh. Cách xử lý từ tốn và khéo léo của bạn không chỉ giúp giải quyết công việc một cách hiệu quả mà còn ghi điểm với các đối tác và đồng nghiệp, thành công và cơ hội. Bạn được soi chiếu để dẫn đường đạt được thành công xứng đáng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tận dụng mọi cơ hội, tiến xa hơn trong công việc. Hãy tự tin và dấn thân vào vai trò lãnh đạo, bởi bạn rất giỏi trong việc thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Những kỹ năng lãnh đạo cần thiết mà bạn sở hữu sẽ giúp bạn vươn tới những vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Khôi phục và phát triển dự án. Tháng này cũng là cơ hội để những dự án, kế hoạch bị đình trệ trước đây được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Đừng ngần ngại đưa ra những ý tưởng mới và chủ động thúc đẩy các kế hoạch cũ. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được những kết quả vượt ngoài mong đợi, quý nhân phù trợ. Đặc biệt, trong đúng 14 ngày cuối tháng này, bạn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Hãy tận dụng sự giúp đỡ này để mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển. Quý nhân sẽ không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn mang lại những cơ hội vàng để tiến xa hơn. Lời khuyên từ thầy tử vi, tận dụng sự hiểu biết. Trường sinh giúp bạn hiểu thấu đáo mọi vấn đề. Hãy tận dụng sự hiểu biết này để giải quyết công việc một cách hiệu quả và khéo léo. Tiến xa trong sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Hãy tự tin và dấn thân vào vai trò lãnh đạo, sử dụng kỹ năng của mình để đạt được thành công. Khôi phục dự án. Đừng ngần ngại khôi phục và phát triển những dự án bị đình trệ. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được những kết quả tuyệt vời. Tìm kiếm quý nhân. Hãy mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm quý nhân giúp đỡ. Sự giúp đỡ từ quý nhân sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho bạn. Phát triển kỹ năng lãnh đạo. Tiếp tục phát triển và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo của mình. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và đạt được những thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Tử vi tài lộc, tuổi Ngọ 14 ngày tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, tuổi Ngọ sinh năm 1966, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch này, phương diện tài chính của bạn được chính tài nâng đỡ.
giúp bạn trở nên sáng suốt hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc nhờ vào những bước tiến trong công việc và sự cố gắng không ngừng trong suốt thời gian vừa qua. Tài lộc của bạn lúc này cực kỳ tốt đẹp. Quản lý tài chính. Chính tài giúp bạn có cái nhìn thấu đáo và quyết định sáng suốt về tài chính. Những nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn trong công việc không chỉ được ghi nhận mà còn mang lại những kết quả tích cực về mặt tài chính. Hãy tiếp tục duy trì sự kiên nhẫn và cẩn trọng trong các quyết định tài chính để đảm bảo tài lộc luôn dồi dào, giúp đỡ người khác. Trực giác nhanh nhạy của bạn còn giúp hỗ trợ người khác thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính, bảo toàn tiền bạc của mình. Điều này không chỉ thể hiện sự nhân hậu mà còn giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Quý nhân phù trợ, đúng 14 ngày cuối tháng này Nhất Bạch bay vào cung Tây Bắc, mang tới điểm quý nhân phù trợ. Điều này giúp công việc của bạn tiến hành trôi chảy. Các giao dịch hay ký kết hợp đồng đều thu về kết quả khả quan. Sự giúp đỡ từ quý nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bạn mở rộng và phát triển các dự án kinh doanh. Lời khuyên quý giá, quyết định tài chính sáng suốt. Chính tài giúp bạn trở nên sáng ngời suốt hơn trong các quyết định tài chính. Hãy duy trì sự cẩn trọng và kiên nhẫn để đảm bảo tài lộc luôn dồi dào. Giúp đỡ người khác. Trực giác nhanh nhẹn của bạn có thể giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn tài chính. Hãy tận dụng khả năng này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tận dụng quý nhân phù trợ. Nhất Bạch mang tới điềm quý nhân phù trợ, giúp công việc của bạn tiến hành trôi chảy. Hãy tận dụng sự giúp đỡ này để mở rộng và phát triển các dự án kinh doanh, phát triển kỹ năng quản lý tài chính. Hãy tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý tài chính để đảm bảo tài lộc luôn thịnh vượng và ổn định. Đầu tư thông minh. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Sự sáng suốt và cẩn trọng sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn về mặt tài chính. Xét phương diện sức khỏe. Thưa quý vị, tuổi Ngọ sinh năm 1966, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch này, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách về sức khỏe do thường xuyên di chuyển và hối hả trong công việc. Sự bận rộn và áp lực có thể dẫn đến tình trạng suy nhược thần kinh. Thầy tử vi khuyên bạn, đừng tham công tiếc việc mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe của mình. Chăm sóc sức khỏe đúng cách, hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Khi bạn hiểu rõ mối liên hệ giữa bản thân và tự nhiên, bạn sẽ biết cách điều chỉnh ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp theo mùa. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí cho thuốc thang và chữa bệnh. Hình thành thói quen lành mạnh. Đúng 14 ngày cuối tháng này là thời điểm lý tưởng để bạn hình thành các thói quen lành mạnh. Hãy tận dụng năng lượng kỷ luật để nâng cao thói quen tập thể dục và cải thiện chế độ ăn uống. Việc duy trì một lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn tránh xa bệnh tật và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Lời khuyên quý giá, quan tâm đến sức khỏe, đừng tham công tiếc việc mà quên chăm sóc sức khỏe. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Điều chỉnh ăn uống và nghỉ ngơi, hiểu rõ mối liên hệ giữa bản thân và tự nhiên để điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp theo mùa. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và tiết kiệm chi phí cho thuốc thang. Hình thành thói quen lành mạnh. 14 ngày cuối tháng này là thời điểm lý tưởng để hình thành các thói quen lành mạnh. Hãy nâng cao thói quen tập thể dục và cải thiện chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe lâu dài. Nghe theo cơ thể. Luôn lắng nghe cơ thể của bạn. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng, hãy dừng lại và nghỉ ngơi. Đừng để áp lực công việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Tận dụng năng lượng kỷ luật. Sử dụng năng lượng kỷ luật trong đúng 14 ngày cuối tháng này để thiết lập và duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe. Điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho bạn. Xem tử vi tình duyên gia đạo. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thưa quý vị, tuổi Ngọ sinh năm 1966, đúng 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch này, cuộc sống gia đình và các mối quan hệ của bạn sẽ có nhiều điều tích cực và đáng mừng. Những mối nhân duyên tốt đẹp và các mối quan hệ xã hội sẽ mang lại cho bạn nhiều sự lựa chọn và sự hài lòng.
gia đình và mối quan hệ. Trong gia đình, các mối quan hệ trở nên hài hòa và vui vẻ hơn. Bạn và người thân có sự tôn trọng ý kiến của nhau, giúp tạo nên bầu không khí ấm áp và thân thiện. Đây là thời điểm lý tưởng để cả gia đình cùng nhau thực hiện những điều mới mẻ và tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ, hỗ trợ lẫn nhau. Sự hỗ trợ và đồng hành từ gia đình sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi theo đuổi tham vọng và đam mê của mình. Nếu trong gia đình có ai đang gặp khó khăn, hãy chủ động giúp đỡ và chia sẻ. Điều này sẽ củng cố thêm sự gắn kết và tình cảm giữa các thành viên. Lời khuyên quý giá, tạo dựng kỷ niệm mới. Hãy dành thời gian để cùng gia đình thực hiện những hoạt động mới mẻ và tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Điều này sẽ giúp củng cố tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên, tôn trọng ý kiến của nhau trong giao tiếp hàng ngày. Hãy tôn trọng ý kiến của nhau để tạo ra bầu không khí hòa thuận và vui vẻ trong gia đình. Hỗ trợ lẫn nhau. Hãy luôn sẵn lòng hỗ trợ và đồng hành cùng người thân trong mọi hoàn cảnh. Sự giúp đỡ và chia sẻ sẽ giúp gia đình thêm gắn bó và yêu thương, thư giãn và tận hưởng. Dù bận rộn với công việc và cuộc sống, đừng quên dành thời gian thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình. Sự thư giãn sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng và hạnh phúc. Chia sẻ cảm xúc. Hãy chia sẻ cảm xúc và tâm sự với người thân để họ hiểu và hỗ trợ bạn. Sự chia sẻ sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và mang lại sự đồng cảm, gắn kết. Tiếp theo là tử vi chi tiết 2 tuần cuối trong tháng 7 âm lịch. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Hưởng trọn đại lộc bạc tỷ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sau rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể là 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, năm 2024. Thần tài gọi tên, nỗ lộc trúng thưởng cực lớn, tiền quyển giao tới ầm ầm, đổi đời giàu có vô cùng, khiến tỷ phú cũng phải đỏ mắt ngước nhìn. Tiếp theo là tử vi tuần 3 tháng 7 âm lịch. Thưa quý vị, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tuần thứ 3 của tháng 7 âm lịch này, vận trình của bạn có nhiều điểm đáng chú ý và cần cẩn trọng. Công việc và sự nghiệp. Vận trình công việc của bạn vẫn đang tiến triển đều đều. Bạn được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Tuy nhiên, bản mệnh nên xem xét tiến hành những việc quan trọng ngay từ đầu tuần vì càng về cuối tuần vận trình càng sa sút. Hãy thận trọng và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi hành động để tránh sai lầm không đáng có. Tài chính, vận trình tài lộc của bạn ngày càng dồi dào. Bạn nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình. Dù đầu tuần có thể xuất hiện một vài khó khăn, nhưng đừng nản chí vội thu hồi vốn. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào kế hoạch đầu tư của mình. Bạn sẽ thấy được kết quả như mong muốn. Mối quan hệ và gia đình. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần này khá suôn sẻ. Nhờ sự xuất hiện của sao Bách Việt, những người đã có gia đình sẽ được tận hưởng những giây phút thư thái, yên bình bên bạn đời. Đây là thời gian lý tưởng để bạn và người thân cùng nhau chia sẻ, gắn kết tình cảm và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Mối quan hệ xã giao và hợp tác. Các mối quan hệ xã giao và hợp tác làm ăn tốt đẹp trong thời gian này, mang lại cho bạn nhiều hợp đồng kinh doanh béo bở. Dù có thể bạn sẽ do dự, nhưng đừng chần chừ quá lâu, kẻo cơ hội qua mất sẽ rất đáng tiếc. Hãy tận dụng những mối quan hệ tốt đẹp này để mở rộng kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Lời khuyên quý giá, tận hưởng thời gian bên gia đình, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những giây phút yên bình, thư thái bên người thân. Điều này sẽ giúp củng cố tình cảm và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Tiến hành công việc quan trọng đầu tuần, hãy xem xét và tiến hành những việc quan trọng ngay từ đầu tuần, khi vận chỉnh công việc còn thuận lợi. Lên kế hoạch kỹ lưỡng và thận trọng trong mọi hành động. Tin tưởng vào đầu tư. Dù gặp khó khăn đầu tuần, hãy tin tưởng vào các bước đầu tư của mình, kiên nhẫn và không vội thu hồi vốn để đạt được kết quả tốt nhất. Tận dụng mối quan hệ xã giao. Các mối quan hệ xã giao và hợp tác làm ăn tốt đẹp sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh. Đừng chần chừ quá lâu, hãy tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, giữ sức khỏe. Đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình, dù bận rộn với công việc và cuộc sống.
Sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi sẽ giúp bạn duy trì năng lượng và tinh thần sảng khoái. Tử vi tuần 4 tháng 7 âm lịch, bước vào tuần cuối của tháng 7 âm lịch này, bản mệnh sẽ gặp một số khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của thiên cẩu án ngữ. Bạn cần phải cố gắng giữ tỉnh táo và sáng suốt trong mọi tình huống để vượt qua những khó khăn này. Công việc và sự nghiệp, cạnh tranh trong công việc là điều khó tránh khỏi. Có người ghen tị với thành công của bạn nên đang ngấm ngầm tìm cách quấy phá và hãm hại. Trong quá trình làm việc, bạn có thể gặp phải một số điều khó chịu cần phải giải quyết thích đáng. Hãy nghiêm khắc trong công việc, không nhường cơ hội cho người khác và giữ bình tĩnh để tránh nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Tài chính, vận trình tài lộc trong tuần này thăng trầm bất định. Nếu có ý định đầu tư, bạn không nên tiến hành vội vàng. Hãy dành thời gian để tìm hiểu thông tin kỹ càng và nhờ đến sự tư vấn của những người có nhiều kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro. Sự cẩn trọng và kiên nhẫn sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không đáng có. Mối quan hệ và gia đình, vận trình tình duyên của bạn cũng khá ảm đạm trong tuần này. Niềm tin giữa bạn và nửa kia có thể bị lung lay bởi những lời bàn ra tán vào của người ngoài. Đừng để những lời đồn đại này ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Hãy tập trung vào việc vun đắp tình cảm và giữ gìn sự tin tưởng lẫn nhau. Lời khuyên quý giá, giữ tỉnh táo và sáng suốt trước những tình huống khó xử và sự cạnh tranh trong công việc. Hãy giữ tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn, nghiêm khắc và bình tĩnh trong công việc. Hãy nghiêm khắc với bản thân và giữ bình tĩnh để tránh nảy sinh mâu thuẫn. Đừng nhường cơ hội cho người khác và hãy quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Cẩn trọng trong đầu tư, vận trình tài lộc thăng trầm. Hãy cẩn trọng trong các quyết định đầu tư, tìm hiểu kỹ càng và nhờ sự tư vấn của những người có kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro, giữ vững niềm tin trong mối quan hệ tình cảm. Đừng để những lời bàn ra tán vào của người ngoài ảnh hưởng đến niềm tin giữa bạn và nửa kia. Hãy tập trung vào việc vun đắp tình cảm và giữ gìn sự tin tưởng lẫn nhau. Chăm sóc sức khỏe, đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng và áp lực. Sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi sẽ giúp bạn duy trì năng lượng và tinh thần sảng khoái. Lời Phật dạy lý giải vì sao bát tự giống nhau mà cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Xem lá số tử vi. Xem bát tự có thể đoán định số mệnh của một người, nhưng tại sao có không ít trường hợp bát tự giống nhau nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt? Đôi lời Phật dạy về mệnh và nghiệp sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc này. Bát tự bao gồm giờ, ngày, tháng, năm sinh phối hợp với nhau vẽ thành lá số tử vi. Trên đó có ẩn chứa những thông tin về cuộc đời con người, những hung cách tốt xấu trên mọi phương diện. Nhưng trên thực tế, bát tự có sự trùng hợp bởi người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm không phải là hiếm mà số phận lại người tốt kẻ xấu, người sướng kẻ khổ. Vậy tại sao bát tự giống nhau mà cuộc đời khác biệt? 1. Số mệnh là nghiệp báo. Lời Phật dạy, chúng đệ tử luôn khắc sâu ý nghĩa của luân hồi nghiệp báo, của nhân quả báo ứng. Con người sống trên đời, mọi việc mình làm đều tích lại nghiệp. Việc thiện thì tích nghiệp tốt, việc xấu thì tích nghiệp ác. Nghiệp này luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Sau khi chết đi đầu thai thực chất không phải là một cuộc đời hoàn toàn mới mà ta vẫn kế thừa nghiệp của kiếp trước. Nghiệp tạo nên mệnh, không ngẫu nhiên mà một người sinh vào giờ ấy, ngày ấy, còn người khác lại sinh vào ngày khác, giờ khác. Tất cả đều là biến cố ngẫu nhiên xảy đến một cách tất nhiên. Phúc bao nhiêu, họa bao nhiêu đều được ghi dấu chính xác bằng nghiệp. Và khi đầu thai, kiếp mới nghiệp ấy sẽ tạo nên mệnh, tạo nên lá số tử vi. Người phúc lớn thì mệnh lớn, nghiệp lành thì vận sướng. Sinh ra đã tốt, đã đẹp, hoặc lá số hiển hiện rõ các tường. Ngược lại, người phúc mỏng thì lá số cũng theo đó mà biến đổi. Người có cung bát tự rất có thể là phúc khí tương tự, có những điểm chung trong nghiệp từ kiếp trước. 2. Tại sao cùng bát tự một số mệnh khác nhau? Lời dạy của Phật không chỉ dừng lại ở việc nhân quả luân hồi. Kiếp trước có phúc thì kiếp này hưởng phúc, mệnh tốt số hay mà còn phát triển thêm. Sâu xa hơn, lý giải hợp lý những thắc mắc của nhiều người về số mệnh. Như chúng ta đã biết,
thời điểm sinh ra chỉ là khởi đầu của một cuộc đời ở dương thế. Ở vạch xuất phát, những người có nghiệp khác nhau thì mệnh khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi về sau sẽ hưởng trọn hạnh phúc đó. Trong quá trình sống, con người sẽ lại tiếp tục làm điều thiện, điều ác, tiếp tục tích lũy nghiệp lành, nghiệp ác cho mình, và chính quá trình này sẽ có ảnh hưởng to lớn tới cuộc đời, tạo ra sự khác biệt giữa những người có cùng bát tự, xuất phát như nhau. Nhưng một người vận số tốt mà sống không tốt, chuyên làm việc xấu xa, đồi bại, sát sinh, gây khẩu nghiệp, không việc ác nào không làm, thì phúc dần tiêu tán. Hãy tưởng tượng số phúc bạn tích lũy được từ những kiếp trước chỉ có hạn, mà trong cuộc đời này bạn cứ tiêu dần, tiêu mòn, chẳng tích được thêm chút phúc nào thì cuối cùng nó cũng tan. Lời Phật dạy luôn nhắc nhở phúc không bất biến, không vĩnh viễn. Thực chất nó là vốn liếng mà bạn phải tự mình gom góp, rất công bằng. Ví như có người sinh ra là sống trong nhung lụa, là vì phúc của anh ta lớn, nhưng ngày ngày ăn chơi hoang đản, lười biếng sa đọa, ỷ thế bắt nạt người thì tiêu hết phúc. Tới một ngày phá sản lâm nguy trở thành kẻ khố rách áo ôm, hay có người thực hiện năm chữ vàng của thiền sư thay đổi số phận cả cuộc đời. Người xuất phát tốt, phúc tốt, lại biết cách tu tâm dưỡng tính, hành thiện giúp đời, làm ăn chăm chỉ, phát quang thiện hạnh thì phúc ấy càng dày lên. Cuộc đời không chỉ sung túc ấm no, an yên vui vẻ, khỏe mạnh tốt lành trong kiếp này mà còn kéo dài sang kiếp tiếp theo. Nếu vốn vì nghiệp báo nhiều, phúc phần ít ỏi mà số phận không tốt, bát tự yếu kém mà lại sống chỉnh chu, biết học Phật tu hành, hướng tới chân tâm thì cuộc đời sẽ đổi vận các tường, phúc đến không cần cầu, tốt lành không cần mong, hưởng thụ thành quả do chính mình tạo ra. Nhiều người thường than trời trách đất rằng, sao kẻ ác không bị trừng phạt, người tốt không được đáp đền, đời không có nhân quả. Hoàn toàn không phải như vậy, nhân quả chỉ chưa đến mà thôi, kiếp này tiêu hết phúc thì kiếp sau trả nợ. Con người không một ai thoát khỏi vòng xoay luân hồi và sự khảo nghiệm của tự nhiên. Bát tự lá số tử vi chỉ là bước xuất phát tạm thời của cuộc đời, tốt xấu, phúc họa đâu thể hiển hiện lên hết. Theo giáo lý nhà Phật, hướng tâm mình tới thanh tịnh, hướng thân mình tới tu hành, suốt đời tu dưỡng để tích phúc. Đó là loại sức mạnh mạnh hơn bất cứ lá số nào. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung hướng trọn đại lộc bạc tỷ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sau rằm tháng 7 âm lịch, cụ thể là 14 ngày cuối tháng 7 âm lịch, năm 2024, thần tài gọi tên, nổ lộc trúng thưởng cực lớn, tiền quyển giao tới ầm ầm, đổi đời giàu có vô cùng, khiến tỷ phú cũng phải đỏ mắt ngước nhìn. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.